Mình thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn xem một cái thông báo thụ lý. Số là ngày hôm qua cái một vị khách hàng đến văn phòng, họ đưa cho tôi cái thông báo về việc thụ lý. Thì họ bảo rằng là luật sư ơi, bây giờ trong cái việc mà hướng dẫn này thì tôi không biết cái nào hết. Vụ việc nó như thế này quý vị và các bạn. Ông bố mẹ họ có để lại một cái di chúc cho cá nhân người ông A, một cái thừa hưởng, một cái quyền sử dụng đất. Thì sau khi mà bố mẹ chết hết thì ông A đã đi tiến hành cái thủ tục gọi là khai nhận di sản thừa kế. Thì trong cái việc khai nhận di sản thừa kế, sau khi hoàn tất thì ông A được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Anh chị em còn lại cảm thấy là không đồng ý vì lý do ABCD gì đó, và họ đã khởi kiện lên tòa. Thì trong cái quyết định khởi kiện của tòa ghi như thế này các bạn ạ. Hủy là hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế, hủy quyết định của Ủy ban Nhân dân, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chia thừa kế. Trong bốn cái yêu cầu như vậy thì họ hỏi với tôi rằng là cái nào chính, cái nào phụ. Thưa quý vị và các bạn, chỉ có hai vấn đề chính thôi. Thứ nhất, để vì cái việc mà ông A này đã hoàn tất từ cái thừa kế này sang cái tên của ông A. Các bạn nha, tôi nói rất là chậm lại. Vì ông A đã hoàn tất cái thủ tục thừa kế từ tên của ba mẹ sang tên của ông A theo cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà gì đó, thì cái trình tự của để mà khai nhận di sản thừa kế thì nó có thông báo thụ lý, nó có cái quyết định của Ủy ban Nhân dân, và sau đó thì cấp sổ đó, cấp giấy đỏ đó, cấp giấy hồng đó. Thì tất cả những cái đó và sau này được xem gọi là hủy cái quyết định cá biệt. Và sau khi hủy cái quyết định cá biệt là hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó quý vị. Và sau khi hủy cái quyết định cá biệt rồi thì quay lại chia thừa kế. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chỉ cho hướng dẫn cho quý vị và các bạn mối quan hệ tranh chấp của tại tòa án. Trước đây thì tôi cũng đã nhiều lần nói về thế nào là một thông báo thụ lý. Thì hôm nay tôi sẽ nói thêm cho quý vị và các bạn thế nào là mối quan hệ tranh chấp. Ví dụ trong cái mối quan hệ tranh chấp lần này, đó là tranh chấp thừa kế di sản và hủy quyết định cá biệt. Mặc dù rằng là nguyên đơn khởi kiện rất là nhiều cái mối quan hệ, như là nào là chia di sản, nào là hủy bỏ thông báo thụ lý, nào là hủy quyết định, nào là hủy giấy chứng nhận. Nhưng tụ trung lại chỉ có hai vấn đề chính thôi quý vị và các bạn. Vì cho đến thời điểm hiện tại, cái ông mà bị đơn á, ông khách hàng của tôi, ổng đã có cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi, ổng có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà rồi. Nếu trong trường hợp mình không hủy giấy, tôi đặt giả thuyết cái trình tự, cái thủ tục cấp giấy không đúng thì sẽ quay lại chia thừa kế chẳng hạn, hình thức cả hình thức về mặt nội dung nữa. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay cũng chỉ gói gọn cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn biết cái mối quan hệ tranh chấp là như thế nào. Và một lần nữa thì mặc dù mình đọc trong cái thông báo thụ lý nó có nào là A, nào là B, nào là C, nào là D, tuy nhiên chúng ta chỉ cần xem lại trong trường hợp này, đó là tranh chấp di sản và hủy quyết định cá biệt là được. Hôm nay quý vị và các bạn có nghe một cái chút nhạc từ âm thanh của cái quán đối diện hay không? Văn phòng tôi thì thông thường tôi làm những cái video vào buổi sáng. Tuy nhiên là hôm nay là do hồi sáng có những cái cuộc điện thoại và lại kéo dài cho tới giờ này.
Tuy nhiên thì vẫn một lòng khát khao những cái thông điệp để cho đi, và mong muốn kiến thức của người dân Việt Nam càng lớn lên. Trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta thì bắt đầu từ tuần này, tôi đã có những cái video bằng tiếng Anh để thứ nhất để giúp cho người nước ngoài hiểu thêm những cái quy định của pháp luật Việt Nam. Nếu quý vị và các bạn có những cái người nước ngoài thì hãy nói với họ rằng nếu có vấn đề phát sinh về phía luật Việt Nam thì hãy liên hệ với luật sư. Rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Cũng xin lỗi với quý vị và các bạn, những anh chị sẽ không khó gọi vào cái khung giờ từ 8 giờ đến 9 giờ. Tuy nhiên thì nếu quý vị và các bạn không gọi được ngày hôm nay thì quý vị có thể gọi vào ngày mai. Vì chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta thì cái thông điệp còn dài, không phải là một ngày một bữa. Thứ nhất là tôi cũng muốn giữ lấy lại sức khỏe, cố gắng mỗi một ngày trả lời hai bạn đọc và trong một cái chủ đề nào mới nhất, phổ thông nhất để phục vụ quý đồng bào Việt Nam ta. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta.